Trần Phương quê ở Đông Ngàn, nhà cự phú đã lừng miền tỉnh Bắc. Ngẫm cho khi miệt mài chồng sách nát, chi cho bằng thích chí nhân sinh, ngày tháng lênh đênh một chiếc thuyền mảnh trải hồ Việt, lấy răng hoa làm lãi. Bớ hề con. Dạ. Con mau ra đi hầu bác nghe con. Bác gọi con cầm ra mắc dở. Mày mắc dở cái gì thế hả hề? Con mắc nghẹn bác ạ. Mày nghẹn làm sao? Ô, nghẹn những bài thơ của bác đấy. Thơ của bác làm sao mà mày nghẹn? Vì xưa nay bác chỉ chăm buôn bán kiếm tiền, vui cuộc đỏ đen say niềm hoa nguyệt, bao nhiêu thánh nhân hiền thiết bắt nhét vào bộ. Con sợ con lo con vội đổ ra giữa người chồng thánh đát vừa là câu thơ. Hay câu thơ. Thơ làm sao? Thơ thế này à? Này đây đầu là sắc hoàng hoa không có biết lưu linh lệ chảy dòng, vỗ cái bọc tiền kiểu đánh mốt lòng non chấm muối thú buồn cùng. Thơ của bác làm là để đề cửa Phật mà sao con đọc chỉ toàn những động lạc lưu linh với lòng non chấm muối là thế nào? Ờ, con thích ăn như muốn ấy vậy. Thơ của bác như thế này cơ mà. Thế nào? Này đây cực lạc sắc hòa không, có biết sinh linh lệ chảy dòng, vỗ án Phật tiền kêu một tiếng, lòng ta ướp muối thấu trăng cùng. Ôi trời ơi! Làm sao thế hả? Ôi trời ơi! Lòng ấp ướp muối thì chắc là nặng mùi lắm. Lòng ta ướp muối là lòng ta đau xót, con đã nghe ra chưa? Giờ bác đang tính chuyện giang hoa để bảo lòng ta đau xót. Như thế là chẳng quá là khẩu Phật tâm xà, cho nên thơ của bác chỉ là màu mỡ vô cua. Chứ thơ của con này mới thực là giấm chua ngọt ngọt. À bác ơi, hẹn gặp cô ta con bảo cho làm phúc. Không có rồi, hiến Phật từ bi. Bác ơi, đi thôi. Bác chăm chăm quần lần lần quất này, anh đi về tìm ai mừng quân đêm ngày. Em trả suốt đi khoe tài, tài lại khoe tài gì con? Vì mà thú chơi hoa đúng rồi hề ơi, rồi lại mẻ canh. Thế thì làm sao? Dù có đẹp như tiên, đẹp thì làm sao? Cũng có vợ người ta, còn can gì bác? Phật trên đài Phật ngồi nông hiểm, Phật cười người lòng hiểm, dạ sâu dạ hiểm sâu đâu mà chẳng miệng nam dối thánh lừa người dối lừa cô đạo bác ơi. Anh mày làm sao thế hả hề? Trời ơi. Mày làm sao? Ơi bác, sao bác để ngựa đá đau quá. Ôi trời ơi, là trời. Nó đá bao giờ? Nó đá đá chưa? Hôm nay hẹn mai ra cổng nó đá. Mai nó mới đá mà sao mày đã khóc? Ôi giời, khóc trước. Không có mai khóc, nó đá khóc không hết. À, nó không đá chân quần nữa, mà không đá chân bác. Vậy nó đá chân ai? Đá chân quân tử cò dò ăn ra bụng, đá khách hàng thùng không ra bụng ăn cơm. Này hề con. Dạ. Đường kẻ chợ xôn xao, bóng từ đi vắng vẻ, bác đến thiền môn không phải là để nghe kinh đọc kệ. Ồ thế làm gì bác? Mà để đón một nàng thục nữ má hồng, miệng cười như đóa phù dung, mắt xanh đắm khách tang bồng vãng lai. Mày cười cái gì? Con biết rồi nhá. Có phải bác nhớ cái cô nàng mà tên gọi là Xúy Veo gì? Xúy Vân. À Xúy Vân chưa, quên. Này,
bác ơi, nết na thủy mị mà tay chân nõn nà bác nhỉ? Có phải là thanh tơ nhỏ chỉ không con? Bác ơi, con xem trong thiên hạ thiếu gì khách trăng rằm hoa nở mà bác lại đành những cái cảnh hoa thải nhang ôi à bác. Cũ người mới ta, con cứ để mặc bác. Ôi giờ thì bác cũng để mặc con. Gặp cô ta con bảo chứ không bao giờ đến lúc này lại lên. Này. Dạ. Mày là mày hay bép xép. Bác không cho mày đến gần. Không cho đến gần. Không cho mày đến gần. Được rồi. Bác không cho con đến gần thì con đứng đằng xa con kêu. Thôi. Bác cho con quan tiền, con đi chơi chợ. Bác mến cảnh cũ thì bác đến chơi chùa, chứ chuyện răng hoa thì bác ngán lắm rồi.